Khoan giếng là phải làm gì? Phải đào sâu, 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 sâu. Và sâu lắm rồi nhưng mà vẫn không thấy mạch nước, không có nước. Thì phải làm gì? Một là đào tiếp, hai là đào chỗ khác. Nhưng điều kiện là phải đến độ sâu tối đa. Bài học tiếp theo này, để thành công nha. Đã làm thì phải làm tốt nhất, viết xuống. Làm tốt nhất thì được điểm mấy? Đúng rồi, điểm 10. Bạn phải điểm 10, tức bạn phải là người tốt nhất, xuất sắc nhất, thì bạn mới có thể cạnh tranh được với những người khác. Bạn nhìn ngay đây thôi, lớp học này đang có 500 người. Không có một mình bạn làm, mà có 500 người khác cũng đang làm. Và ở ngoài kia thì sao? Việt Nam có 100 triệu người. Mình tính 10% đang đi kinh doanh. Phải có 10 triệu người đang cạnh tranh với nhau trong mọi lĩnh vực. Đúng không? Thế bạn không phải là người giỏi thì bạn có tiền không? Không phải người giỏi có tiền không cả nhà? Không bao giờ có. Thế cho nên là đã làm phải làm tốt nhất. Người làm tốt nhất là người như nào? Người làm tốt nhất là người như nào? Có tư duy, kiến thức, khả năng hành động. Gì nữa? Sức chứa lớn. Rồi. Người làm tốt nhất là người có sự tập trung lớn nhất. Người làm tốt nhất là người có sự tập trung lớn nhất. Sự tập trung lớn nhất. Bạn biết vàng không? Có biết vàng không cả nhà? Vàng ở đâu? Vàng ở đâu ạ? Vàng ở dưới đáy. Đúng không? Sâu dưới tít 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 tít. Dưới lòng đất. Thế thì cái người làm tốt nhất thì thành công. Vậy người thành công sẽ làm như nào và người thất bại sẽ làm như nào? Đây người nghèo này. Cái người làm không tốt nhất được, tức là người ta không làm cho tốt nhất, người ta sẽ làm nhiều. Đào vàng họ sẽ đào nhiều hố. Thay vì việc thế nào cả nhà? Đào sâu một hố. Tôi nói đơn giản, quay trở lại nói nghề của bạn. Hôm nay mình học phun xăm. Mình làm được 2 tháng. Xong mình thấy chán quá. Mình lại đi học điều trị mụn. Học được điều trị mụn 2 tháng, làm 2 tháng thấy chán quá, lại đi học giảm béo. Giảm béo làm 2 tháng thấy đánh bụng suốt ngày mỏi tay quá, đi học cắt tóc. Vậy trình độ phun xăm của bạn có giỏi bằng người phun xăm 20 năm được không? Người điều trị da, trình độ có bằng người điều trị da 20 năm được không? Không bao giờ. Bạn hiểu nguyên tắc chưa? Vì sao chúng ta lại cứ tham làm nhiều thứ? Tham làm quá nhiều thứ. Làm cái này không được thì bắt đầu bỏ làm cái khác. Vì sao thất bại? Vì sao chưa thành công? Điều gì tạo nên một người thành công? Đào vàng có dễ không cả nhà? Khoan giếng, nhà bạn nói khoan giếng bao giờ chưa? Khoan giếng là phải làm gì? Phải đào sâu, 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 sâu. Và sâu lắm rồi nhưng mà vẫn không thấy mạch nước, không có nước. Thì phải làm gì? Một là đào tiếp, hai là đào chỗ khác. Nhưng điều kiện là phải đến độ sâu tối đa. Đúng không ạ? Trung bình người ta sẽ có một công thức là đào bao nhiêu lâu thì sẽ thấy mạch nước. Mạch nước ở cái vị trí nào đó. Phải vậy không? Cái bộ giàn khoan các thứ là đủ cho cái kích thước đó. Và gần như là người ta đã đào thì thường là ít chỉ, ít chuẩn. Nhưng có nhiều người phải đào tay, bổ bằng tay. Thì đào được bao nhiêu cả nhà? Sẽ đến một cái giới hạn nhất định đúng không? Mỏi tay quá. Và tự họ bắt đầu thôi miên họ là chỗ này chắc không có đâu. Rồi có một người nào đó đi qua. Úi giời, đào giếng ở đây á. Ngày xưa tôi đào rồi không có nước đâu. Và mình cảm thấy thế nào cả nhà? Mình đang mỏi, lại có thằng bảo không có nước.
thì ý như rằng là đang thiếu lý do để bỏ cuộc. Bây giờ có lý do rồi, hợp lý chưa cả nhà? Hợp lý rồi. Thằng đấy đã từng làm cách đây 20 năm. Và nó khuyên cái thằng đang làm ở thời điểm bây giờ là không làm được. Giống như xung quanh chúng ta ấy. Úi, lại đi kinh doanh, làm sao mà làm được? Ngày xưa tao đã thử rồi, nhưng không thành công. Đấy, cho nên bọn mày làm sao mà làm được? Và ngày xưa là bao nhiêu lâu? Tao làm cách đây 10 năm trước. 10 năm trước và bây giờ khác nhau. Có khác nhau không cả nhà? 10 năm trước làm gì có mạng xã hội phát triển như bây giờ? Tiếp cận khách hàng làm gì dễ được như bây giờ? Chăm sóc khách hàng làm gì dễ như vậy? Chăm sóc khách hàng là chat Zalo, chat Facebook, nói chuyện được ngay. Chị ơi, chị có thấy tốt không? Chị ơi, có mua hàng này kia. Ngày xưa lấy đâu ra? Ngày xưa viết thư, phải vậy không cả nhà? Chăm sóc khách hàng viết thư, chị ơi, chị có tốt không? Gửi thư đến nhà của chị thì chị đang 20 tuổi, đến khi chị nhận được thư 60 mất rồi. Tốt em ạ, nhưng mà chị sắp chết rồi. Cái liên lạc ngày xưa nó chậm mà nó lâu. Rồi đến thời gọi được điện thoại ấy, là bạn phải ra bưu điện. Mỗi 1 phút gọi là mất mấy nghìn. Mà cái tiền nghìn lúc đấy nó to lắm. Giống như tiền chục nghìn bây giờ vậy, to. Nó mới bắt đầu nó phát sinh ra cái block 6 giây. Alo, tắt máy. Block 6 giây là gọi trong 6 giây không mất tiền. Có biết những cái ngày tháng đấy không? Đang làm gì đây? Tắt máy, gọi lại. Đang ở nhà, tắt máy. Đấy là còn có điện thoại di động nha. Còn thời gian bưu điện thì nó khác. Một cuộc gọi đắt tiền lắm. Đôi khi là bán hết thóc lúa đi ra gọi điện cho con ở phương xa. Con bên đấy có khỏe không con? Ui, thương quá, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Hết cuộc gọi cái nhà hết tiền luôn. Ngày xưa đấy, phương tiện liên lạc nó khó lắm. Nhưng đến bây giờ thì sao? Lên Facebook chat phát một. Việt Nam và Mỹ 1 giây, chưa đến 1 giây nhận được ngay lập tức. Phải vậy không cả nhà? Thời điểm này kinh doanh nó dễ hơn nhiều. Thế mấy ông kinh doanh cách đây 20 năm khuyên rằng là không làm được đâu. Tao đã từng làm rồi. Tin được không? Tin được không? Thế mà đầy người tin đấy. Bỏ cuộc rất sớm. Thế mình nói người nào làm được tốt nhất? Đó là người ấy, tập trung nhất. Tập trung nhất là đào sâu nhất. Đào sâu thì vấp phải đá. Vấp phải đá thì chùn tay, đúng không? Chùn cuốc, chùn xẻng. Nhưng mà vẫn cứ đào. Nhiều người chùn tay mỏi gối cái là thôi tìm chỗ đất mềm để đào. Mà cứ đào nhiều hố thế thì bao giờ cho mới thấy vàng? Đào nhiều hố bao giờ thấy vàng? Trong khi vàng tận dưới này rồi. Đào nhiều hố bao giờ thấy? Không thể thấy được. Không tập trung làm một thứ việc, đủ thứ chuyện trên đời, không tập trung. Năng lực hành động, khả năng hành động phải là tốt nhất. À, hiểu không? Phải là tốt nhất là như vậy. Mà để tốt được thì không cách nào bằng làm lặp đi lặp lại. Có phải làm hàng ngày thì sẽ trở nên tốt hơn không cả nhà? Ví dụ nha, ai đó ở đây biết chơi cầu lông không? Chơi cầu lông giơ tay. Rồi, nếu ai đó chơi từ nhỏ đến giờ và đi đánh với cái người mà vừa chơi hôm qua, ai sẽ thắng? Ai sẽ thắng? Người chơi từ nhỏ, đúng không? Thế thì bạn mới sẽ thấy là năng lực hành động là như vậy. Chúng ta mới vào kinh doanh, mới học kiến thức kinh doanh, mới áp dụng 1 lần, không có kết quả. Thì chúng ta đang hành động giống như người vừa tập chơi hôm qua hay là người đã chơi rất nhiều năm? Chúng ta giống ai? Người vừa tập chơi. Đánh cầu lông, ví dụ như người ta đánh nhẹ như thế này là qua, nghe cái tiếng băng cái, đường bóng đi rất là nét. Những người bắt đầu tập chơi thì cầm cái vợt, cầm cái quả bóng là thấy ngượng tay. Đánh còn trượt, có phải vậy không? Đánh còn trượt. Thế mà nhìn người kia làm dễ thế. Tương tự giống kinh doanh thôi. Người làm rất nhiều rồi nói thì đơn giản lắm. Ví dụ như tôi nói đơn giản lắm, bạn nghe dễ hiểu không? Nhưng để bạn làm được thì sao? Nếu bạn chưa từng làm bao giờ
thì sẽ khó. Khó làm nhiều thì sẽ thành dễ. Nhớ nhá, chưa làm thì khó. Đối với những người đã làm rất nhiều rồi, những bài học này của thầy em đã từng làm rồi nhưng em không làm sâu. Những người làm kinh doanh nhiều năm, sau khi đi học về tỷ lệ thành công rất nhanh. Đôi khi chỉ tính bằng ngày, bằng tháng rồi, không phải bằng năm đâu. Bởi vì năng lực hành động của chúng ta đã có sẵn rồi, chỉ là làm chưa đúng thôi. Giờ chỉ cho cách làm đúng này, làm đi, là ngay lập tức kết quả nó tới. Phải vậy không cả nhà? Những người chưa làm bao giờ, năng lực hành động không có, tay chân cứ lóng ngà lóng ngóng, mồm miệng chưa trơn. Kinh doanh là kinh doanh bằng cái mồm, không phải kinh doanh bằng sản phẩm. Phải vậy không? Ai đâu mà em cắt tóc đẹp lắm, nhưng cái mồm dở, mồm không biết nói thì không ai đến ấy. Cái người mà nói rất hay ấy, cắt tóc bình thường, người ta đến đông nghìn nghìn. Kinh doanh là cái mồm, nó không là cái gì hết. Sản phẩm là tượng trưng để thu hút cái nhóm khách hàng đó, còn lại là bán cái mồm. Và mọi người chẳng bao giờ nghe về cái từ khóa này. Mọi người cứ nghĩ phải có sản phẩm tốt, phải này, phải kia. Chứ mọi người không làm cho cái mồm của mình nó tốt lên. Bán hàng cơm như hến. Nói A không nói lại nói B. Nói sai ấy. Đúng không? Rồi mỗi gia đình thì nên có 2 con vợ chồng hạnh phúc. Thì không nói lại nói mỗi gia đình nên có 2 con vợ chồng hạnh phúc. Cũng là một thông điệp rất hay nhưng mà nó sai nghĩa. Cái mồm ấy, mà nói đi thông điệp này, nói đi. Mỗi gia đình nên có 2 con vợ chồng hạnh phúc. Để làm sao mà được, kinh doanh là bán cái gì cả nhà? Bán cái mồm. Nói dễ nghe, đúng không? Nói dễ nghe, dễ hiểu, nói cảm thấy vui, cảm thấy năng lượng, cảm thấy mạnh mẽ. Thế là trả tiền. Nói những thứ có giá trị, thế là trả tiền. Cùng là làm dịch vụ đó, nhưng ở đây em nói chị tin tưởng hơn, cho nên mua hàng của em. Con bé kia cũng sản phẩm đấy, nhưng chị không tin nó, nhìn cái mặt nó thấy gian. Mà nó nói chuyện chị thấy ậm ả, bởi không tin cậy. Chọn chưa? Vậy sản phẩm có ý nghĩa gì? Nó chỉ có ý nghĩa là kết nối khách hàng với mình. Còn lại vẫn là từ cái mồm của bạn. Và cái mồm của mình là từ đâu mà ra? Lời nói từ đâu mà ra này? Từ cái đầu mà ra. Có phải lời nói từ đầu mà ra không? Đầu nghĩ gì mồm nói đấy. Thế cho nên lại phải quay trở lại với câu chuyện kiến thức, kinh nghiệm, năng lực hành động. Đúng không? Năng lực hành động. Năng lực hành động càng tập trung bao nhiêu thì càng nhanh giỏi bấy nhiêu. Càng vượt ra được qua được nhiều khó khăn bao nhiêu. Nhìn thấy khó khăn, thấy khó, thấy buồn, thấy chán nhưng vẫn cứ phải lao vào mà làm, vẫn cứ phải cố thì càng nhanh thành công. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.